Kỹ sư chăn heo. Heo đợt này khỏe phết anh nhỉ? Mới giờ này mà đã ăn gần hết cám rồi. Mà hình như hôm nay trại nhà mình sẽ có bác sĩ mới đấy. Thế à? Bác sĩ Hải lại không ở đây nữa hả? Nghe nói chuyển về miền Tây. Hải nó làm tốt, nó không ở đây nữa cũng tiếc. Vừa giỏi vừa chịu khó. Cũng may đợt trước có nó không thì trại mình cũng nguy. Không biết bác sĩ mới có được như nó không đây. Hải nó đi cũng tiếc thật. Mà biết sao được, quy định của công ty là thế mà. Nghe nói bác sĩ mới cũng giỏi lắm, tốt nghiệp thủ khoa hay sao ấy. Chú Hùng ơi, cái thằng Linh thế vừa mới nhắc. Cậu cứ vào ngồi đây chờ, chắc cô chú đang ngoài trại. Hải đây à, cô chú vừa mới nhắc mày xong. Dạ, thế hả cô? Mấy nay heo nhà mình vẫn ổn chứ ạ? Heo đợt này khỏe. Giờ này mấy ưu trên đã ăn gần hết cám rồi đấy. Thế cậu đây là... Dạ, đây là Bảo, bác sĩ mới của trại mình đấy ạ. Cũng học cùng trường với cháu. Mà khóa sau, tốt nghiệp thủ khoa đấy ạ. Trẻ mà giỏi lắm, cô chú cứ yên tâm. Thế hai đứa trưa ở đây ăn cơm luôn. Để chú ra câu mấy con cá. Tí chú cháu mình làm vài lon nhỉ? Dạ thôi, để hôm khác chú ơi. Cháu phải đi sang mấy trại nữa để nhận bàn giao của anh Hải ạ. Cô chú cho cháu xem nhật ký để cháu theo dõi heo trại mình luôn ạ. Thế để cô lấy cho. Cô chú ghi chép cẩn thận thật đấy. Trại nào cũng được như thế này thì tốt quá. Cô chú siêng lắm. Lúc nào anh vào cũng thấy đang cắm cúi ngoài trại. Nhiều khi phải bảo cô chú vào nghỉ đi, chứ cứ ở ngoài trại hoài làm chi. Dạ thôi, hẹn gặp cô chú dịp khác nhé. Cô chú hùng siêng mà cũng hiểu biết nữa. Có đôi khi mình phải học cô chú đấy. Nhưng đó chắc chỉ là kinh nghiệm thôi. Lúc đúng lúc sai đâu phải lúc nào cũng theo được. Sáng nay anh thấy heo ở ồ lớn có dấu hiệu bị tiêu chảy. Không biết là bị làm sao. Có khi nào do cám mới không anh? Anh cũng không rõ nữa. Cứ để mai theo dõi thêm. Nếu không ổn thì mình điện cho Bảo đặt thuốc tiêu chảy. Heo mình bị bệnh thật rồi. Phải gọi đặt thuốc ngay thôi, kẻo lây ra cả đàn. Alo, chú Hùng ạ, có việc gì không chú? Tình hình là heo trại mình bị tiêu chảy cháu à. Cháu đặt cho chú khoảng 3 gói thuốc tiêu chảy nhé. Thế ạ chú, thôi được rồi, để chiều cháu ghé trại xem tình hình thế nào đã ạ. Có gì cháu đặt thuốc sao? Thế cũng được, thế tí cháu vào nhé. Đấy, con nằm kia là có dấu hiệu từ hôm qua rồi. Chú sợ không có thuốc kịp sẽ lây cho cả đàn. Cháu thấy nó cũng bình thường ạ. Hình như là mình mới đổi cám hôm qua đúng không chú? Mới đổi sang ăn cám tăng cho heo giai đoạn 2 hôm qua. Thế không sao đâu ạ, cô chú cứ yên tâm. Tại mình đổi cám nên một số con sẽ bị tiêu chảy, rồi từ từ nó sẽ hết thôi ạ, cô chú đừng lo. Nhưng chú nghĩ đây không phải do cám đâu con, mấy lứa trước cũng từng gặp tình trạng như vậy. Cô chú cứ theo dõi thêm xem sao, có gì báo cho cháu. Alo, chú Hùng ạ, cháu nghe. Bảo ơi, cháu đặt thuốc cho chú nhé. Con hôm trước vẫn chưa hết tiêu chảy. Có thêm nhiều con bị không hả chú? Chỉ có thêm 2 con thôi. Nhưng chú sợ mấy ngày nữa mà không có thuốc sẽ bị lây nhanh ra. Thế không sao đâu chú ạ. Cháu xem triệu chứng lâm sàng của heo rồi. Do mình đổi cám thôi ạ. Cô chú cứ vệ sinh sạch sẽ cho cháu là được ạ. Sao anh? Bảo nó đặt thuốc cho mình chưa? Nó cứ bảo là do cám chứ không phải bệnh, nên không chịu đặt thuốc. Thế giờ mình làm thế nào đây? Chắc phải cách ly mấy con heo tiêu chảy với lại mấy con đang có dấu hiệu bệnh sang ô cuối. Có vẻ như bảo nó không tin mình, nên không đặt thuốc hay sao ấy. Tạm thời chắc phải thế. Hay anh sang trại chú Tám xem còn dư thuốc không? Mình mượn một ít chữa cho mấy con nặng trước đã. Chuyển mấy con bệnh sang ô cách ly rồi anh đi luôn. Alo, em nghe đây anh Long. Bảo, sao em không đặt thuốc tiêu chảy cho trại chú Hùng? Em đang ở đâu? Vào trại chú Hùng ngay nhé, anh đang ở đây. Dạ, em đến ngay. Bảo, lại đây. Bảo, sao heo bị bệnh mà em không đặt thuốc cho chú Hùng? Anh vô tình đi ghé thăm trại mới biết, gọi em đến đây luôn.
Dạ, em thấy triệu chứng nó không giống bị bệnh, nên em tưởng chỉ là do đổi cám. Nhưng triệu chứng nhiều khi rất khó phân biệt. Chú Hùng đã bảo với em 2 lần, sao em vẫn không nghe? Dạ em xin lỗi, em... Sách vở học hành là một chuyện. Chú Hùng đã nuôi heo nhiều năm, mặc dù không học qua trường lớp, nhưng kinh nghiệm chắc chắn hơn em. Em không nên xem nhẹ. Anh nhiều khi cũng phải học từ những người nông dân đấy. Cũng may là chú Hùng đã cách ly kịp thời heo bệnh, không thì nguy rồi. Dạ, cháu xin lỗi, do cháu sơ suất ạ. Lần sau cháu sẽ cẩn thận hơn. Cháu cứ nghĩ cháu còn phải học hỏi thêm nhiều ạ. Không sao, cháu còn trẻ nên sơ sót là chuyện bình thường. Quan trọng là mình biết rút kinh nghiệm. Thôi, tạm thời cũng ổn rồi. Sẵn có bác sĩ Long ở đây. Bảo với anh Long trưa nay ăn cơm ở đây luôn nhé. Chắc cô nấu cơm xong rồi đấy. Tiền đóng học phí. Cháu chào bác ạ. Quân đó hả? Sao không ở nhà ôn bài đi? Cứ ra đồng lấy rơm lấy cỏ suốt vậy. Dạ, cháu tranh thủ lúc nghỉ ra ngoài làm chút cho thoải mái bác ạ. Ừ, chịu khó mà ôn thi cho tốt cháu nhé. Có gì khó khăn cứ sang nói với bác hai, giúp được bác sẽ giúp. Dạ, vâng ạ. Ông à, chuyện gì vậy bà? Dạo này rau bán cũng được ông à. Mai tôi lại bán thêm một mẻ nữa, thế là lại dành dụm thêm được ít tiền. Tốt quá, vậy là chắc sắp dành đủ tiền để mua một chiếc xe máy mới rồi bà nhỉ? Vâng, để ông đi lại cho đỡ vất vả. Có xe, mình đi lại thăm các con ở xa cũng thuận tiện hơn, không cần chúng nó phải đưa đón nữa. Mà chiều bà có thấy thằng bé Quân sang lấy xoài không? Không ông à. Tôi dặn nó sang lấy, mà chắc lại mãi ôn thi nên quên mất rồi. Thằng bé giống cha như đúc, ở cả cái tính chịu khó và hiếu học. Rõ khổ, nếu như ba thằng bé còn, có phải hai mẹ con nó đỡ vất vả hơn không? Hàng xóm láng giềng với nhau, vậy mà mình chẳng giúp được gì nhiều. Ai như thằng Quân? Quân, Quân ơi! Dạ, bác Tư. Thế nào rồi hả Quân? Các bạn khác đã có kết quả thi đại học hết rồi. Thế còn cháu? Cháu có giấy báo chưa? Dạ cháu... cháu trượt rồi bác ạ. Sao lại thế được? Cháu học rất chắc cơ mà. Thế được bao nhiêu điểm? Dạ... thôi, cháu chào bác. Cháu có việc gấp phải đi đây ạ. Ơ kìa! Quân! Quân! Bác Tư, khổ thân bạn ấy. Có giấy báo trúng tuyển rồi, nhưng mà mẹ bạn ấy mới bị phát hiện bị ung thư máu, nên có lẽ Quân không thể nhập học được bác à. Cậu ấy phải để dành tiền lọc máu cho mẹ. Trời ơi! Thật vậy sao? Thế mà bác không hay biết gì hết. Mấy nay bạn ấy buồn lắm. Bà à, có lẽ nhà chúng ta phải tạm lùi mua chiếc xe mới lại một thời gian. Ủa, ông luôn miệng nói chỉ chờ nhà mình tích cóp đủ tiền là mua xe. Giờ đủ tiền rồi thì ông lại... Bà, chúng ta đi xe đạp bao năm cũng có sao đâu. Nhưng có một người cần số tiền ấy hơn chúng ta nhiều bà ạ. Thôi, tôi giải thích cho bà sau. Giờ tôi phải đi gấp, không thì không kịp mất. Cái ông này. Quân à, Quân. Dạ, chào bác Tư. Quân à, cháu đi đâu vậy? Dạ, cháu lên thành phố kiếm việc bác ạ. Cháu phải đi làm để kiếm tiền thôi. Quân à, chừng này có đủ không cháu? Số tiền này là sao bác? Quân à, bác biết hết rồi. Cháu hãy cầm lấy số tiền này, về trả chú Huân
còn lại thì làm thủ tục nhập học đi nhé. Bác, cháu cảm ơn bác, nhưng cháu không thể nào nhận số tiền này của bác được. Quân à, hãy gắng lên, đừng bỏ phí mơ ước của mình như vậy, hãy cố gắng lên. Nếu ngại thì coi như là tiền bác cho vay tới khi nào ra trường kiếm được việc làm thì trả lại cho hai bác cũng được mà. Hãy viết tiếp ước mơ của mình và viết cho cả mẹ cháu, cả các bác nữa Quân nhé. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Cháu cảm ơn bác. Yêu thương người khác. Anh Luân ơi, làm gì mà gọi không thưa thế nhỉ? Anh làm gì mà em gọi mãi? Anh đang định lựa mấy cái áo sơ mi cho mấy ông anh ở quê, cuối tuần có dỗ mang về luôn. Ở quê quanh năm đồng ruộng, ai mặc áo sơ mi mà anh cho? Mua bánh kẹo là được mà. Bánh kẹo ăn một lúc là hết, chứ quần áo đồ đạc thì còn dùng mãi. Toàn đồ cũ mà ai cũng quý. Lần nào về quê anh cũng túi lớn túi bé, lại chả quý. Em đừng nghĩ thế, người ở quê quý cái tình là chính, chứ giàu nghèo gì vài cái quần cái áo chứ. Thì đồ nhà mình toàn đồ tốt, rất biết giữ gìn, có cũ cũng vẫn còn xịn chán, ai chẳng thích. Về thôi, nhà mong lắm rồi. Con chào mẹ. Hai vợ chồng về sớm thế à? Sao lần nào về cũng mua bán tốn kém thế làm gì? Mẹ ở nhà có thiếu gì đâu. Con đã bảo rồi, mà nhà con cứ cố nhét thêm vào đấy ạ. Con nghỉ đi nha, mẹ ra vườn một lát. Dạ. Em à, mình sang nhà bác cả chơi đi. Đi mấy chục cây số em đang mệt muốn xỉu đây. Anh đi một mình đi. Hai vợ chồng sang chơi mới tình cảm chứ, mình anh đi thì nói làm gì. Kệ anh, em ở nhà nghỉ, không đi đâu hết. Nào hai đứa, ra xem ngần này rau đã đủ chưa. Mẹ ơi, mẹ vào nhà đi không nắng. Rau con vào siêu thị mua cũng sẵn mà. Đã chắc sạch bằng rau của mẹ chưa? Con đi thịt gà đi, lát mẹ hầm sen cho con dâu tẩm bổ. Sao lúc nào mẹ cũng sai con thế? Con sắp làm ba rồi, con tị nạnh với nó à? Sao mẹ biết ạ? Đẻ ra 8 anh em chúng bay mà còn không biết thì ai biết. Thôi, tôi đi nhặt ít trứng cho cháu tôi hồng hào. Nhất em nha. Vợ chồng thằng cháu đích tôn đâu rồi? Cháu chào bác ạ. Đây, nghe tin vợ chồng chúng bay về, bác đi lùng cả làng được con cá chép ngon tuyệt vời đây. Cho cháu xin, con này trên thành phố muốn mua cũng không có mà mua. Cho cháu dầu, chứ cho mày đau lưng. Dạ, cháu xin bác ạ, bác chu đáo quá. Cố mà tẩm bổ cho vợ. Đấy, bà cháu phù hộ nên mới lấy được dâu hiền đấy bác ạ. À, thằng tuổi vào đây. Chú thím, cháu chào chú thím ạ. Chào thế chứ có nhớ tên chú thím không đấy? Cứ về nhà liên tục là nhớ hết cháu ạ. Hai cháu nó cũng bận rộn, các bác các chú thông cảm. Có gì đâu chị, các cháu về chơi là quý rồi. Có ít trứng với chuối nhà cho hai vợ chồng đây. Dạ, vợ chồng cháu xin chú. Anh chị bao giờ có em bé thì em về chơi, để Tuấn dẫn em đi thả diều nha. Thôi, vào nhà uống nước cho mát, đứng hết cả đây thế này. Anh à, các bác chú thím sang cho mình bao nhiêu là quà, hỏi han quan tâm làm em cảm động quá. Họ hàng ở quê ai cũng thế em ạ. Cây nhà lá vườn thôi, cái gì ngon nhất quý nhất cũng để phần lũ con cháu xa quê. Thế mà em cứ hay cằn nhằn anh, chỉ vì vài món đồ nho nhỏ, em tệ thật có phải không? Về quê dễ chịu thật đấy, mình vào đi. Em cảm ơn chồng nhiều lắm, cảm ơn anh đã cho em gia đình thứ hai. Bài học
cho hoa mai. Hoa mai đẹp quá. Tết miền Nam mà không có hoa mai thì chẳng còn gì là Tết nữa. Ở đây không có ai sánh bằng cháu đâu. Vâng, đúng vậy thưa bác. Đẹp quá, màu vàng mới óng ánh làm sao. Những cánh hoa tràn đầy sức sống như những tia nắng mặt trời. Nếu bình chọn hoa hậu cho khu rừng này thì chắc chắn danh hiệu đó sẽ thuộc về chị. Hoa hậu á, cảm ơn mọi người đã khen. Tôi sinh ra đã xinh đẹp như thế này rồi mà. Ôi, cẩn thận, không những chiếc gai của anh đâm trúng tôi bây giờ. Em yên tâm, anh ấy xù xì gai góc vậy chứ hiền lành lắm, không làm ai bị thương bao giờ. Biết là thế, nhưng mỗi lần nhìn thấy những chiếc gai nhọn trên người anh ấy là em sợ chết khiếp đi được. Công nhận mình đẹp thật. Hoa hậu ư? Xin chào hoa hậu. Ôi đẹp quá, hoa gì mà đẹp thế? Ai thế? Tôi đây, tôi ở trên này. Tưởng ai, hóa ra là cậu chèo bẻo. Cậu đẹp quá. Tớ đã bay đến nhiều khu rừng, nhưng không đâu có loài hoa đẹp như cậu. Mà cậu là hoa gì thế? Tớ là hoa mai nổi tiếng đẹp nhất ở đây mà cậu không biết hả? Công nhận cậu đẹp thật. Vẻ đẹp của cậu khiến nơi đây bừng sáng. Nhưng sao tớ đến đây mấy lần mà không thấy cậu nhỉ? Sao thấy được? Cậu mới đến đây à? Không, tớ sống ở đây lâu lắm rồi. Thế thì lạ nhỉ? À, tớ nghĩ ra rồi. Cậu bị cây cối xung quanh che mất, nên dù có đến đây mà không chú ý thì cũng không ai nhìn thấy cậu. Thôi muộn rồi, tớ về nghỉ đây. Cậu ta nói nghe cũng có lý. Mình bé nhỏ thế này, trong khi mọi người cao lớn thế kia cơ mà. Cứ thế này thì sẽ chẳng có ai biết đến vẻ đẹp kiêu sa của mình, trừ những người nơi đây. Không được, mình phải tìm cách đuổi hết mọi người đi, để ai cũng có thể chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình. Nhưng phải làm sao? Làm sao bây giờ? À, có cách rồi. Có cách rồi. Ôi, đau quá, đau quá. Cháu bị làm sao thế Hoa Mai? Cô bị đau ở đâu ạ? Ôi, sao người em xước hết thế này? Có chuyện gì thế? Ôi, đau quá. Chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Mọi người làm gì nhìn tôi chằm chằm thế? Ồn ào gì mà ồn ào, gai của anh làm xước hết cả người tôi rồi đây này. Tôi có làm gì đâu. Anh làm cô ấy bị thương mà còn chối nữa. May mà mặt không bị sao. Thôi xin lỗi cô ấy đi. Cháu phải cẩn thận chứ. Sao lại làm người khác bị thương như vậy? Cháu mau xin lỗi Hoa Mai đi. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cẩn thận hơn để không làm cô bị thương nữa. Ôi mệt quá. Em sao thế? Lại bị đau ở đâu à? Ấy, mọi người đừng nhìn tôi như thế. Từ hôm đó đến nay tôi không hề đụng vào cô ấy. Không phải anh thì còn ai vào đây nữa? Làm sao tôi biết được? Không phải lỗi của anh bồ kết đâu. Tại em không hấp thụ đủ ánh nắng mặt trời, nên trong người cứ thấy mệt mỏi, khó chịu. Thiếu nắng ư? Nắng chang chang như thế này cơ mà. Trời nắng, nhưng mọi người cao lớn nên che hết ánh nắng của tôi rồi còn đâu. Từ trước đến giờ mọi người vẫn sống khỏe mạnh có sao đâu. Chắc em chỉ bị cảm xoàng thôi, mấy hôm nữa là khỏi ấy mà. Không, em chẳng bị bệnh gì cả. Nhưng cơ thể cứ như đeo cả tấn sắt, mệt mỏi lắm. Chắc ủ bệnh lâu ngày, giờ mới tái phát. Nguy hiểm quá, thế phải làm gì bây giờ? Thật ra, chuyện cũng đơn giản thôi mà. Mọi người cao lớn che hết ánh nắng của tôi. Vậy chỉ cần mọi người chuyển đi nơi khác là được rồi. Sao? Sao cơ? Chuyển đi nơi khác? Cô đang đùa với chúng tôi đấy hả? Không chỉ che hết ánh nắng mà mọi người còn gây cho tôi bao nhiêu phiền phức. Anh bồ kết người đầy gai nhọn, bất cẩn một tí là bị anh ấy làm cày xước hết cả người. Chị dây leo thì cứ quấn chặt lấy tôi làm tôi khó chịu. Cả hoa trinh nữ nữa, người cũng đầy gai và đè hết lên rễ của tôi. Tốt nhất mọi người hãy chuyển đi nơi khác sống, tránh xa tôi ra để không ai làm phiền đến nhau. Nói cả buổi trời thì ra cô chỉ muốn đuổi chúng tôi đi thôi. Tôi cũng chỉ nghĩ cho mọi người thôi. Tôi không muốn mọi người phải khó chịu vì tôi. Nếu chuyển đi, sao cô không đi một mình đi? Tự nhiên bắt chúng tôi đi. Thôi được rồi, nếu không có cách nào khác thì chúng ta đành phải chuyển đi vậy. Tất cả chúng ta đều khỏe mạnh, chỉ có Hoa Mai đang rất yếu, nên tốt nhất chúng ta hãy chuyển đi, nhường chỗ này lại cho cô ấy.
Bác Sồi đã nói thế, chúng ta hãy chịu khó tìm nơi khác vậy. Già cả như bác Sồi còn không lo, chúng ta còn trẻ, khỏe, lẽ nào không tìm được một nơi trú chân? Được thôi, đi thì đi. Hoa gì mà đẹp thế nhỉ? Ừ, nhìn những cánh hoa của cô ấy kìa, đẹp như ánh nắng mặt trời. Ôi, sao gió mạnh thế này? Mưa to quá là mình rát hết cả mặt. Mấy lần trước có vậy đâu. Cứ thế này mình quy mất thôi. Hóa ra trước đây mình được an toàn, đều nhờ mọi người che chắn. Giá như mọi người còn ở đây thì tốt biết mấy. Ôi, ôi, mình không trụ được nữa rồi. Cứu tôi với, cứu tôi với. Bác Sồi ơi, anh Tre ơi. Bão lớn quá, không biết hoa mai có trụ được không. Chúng ta đoàn kết thế này còn chịu được, chứ hoa mai chỉ có một mình, cháu e là khó mà chống chọi lại cơn bão. Tội nghiệp hoa mai. Khi chúng ta về giúp em ấy, cứ bị làm sao cũng đều do cô ấy tự chuốc lấy. Việc gì đến chúng ta, tôi thấy bị gai đâm, bị ốm, không chừng đều là do cô ấy bịa ra cả. Em nghĩ bây giờ chắc chị ấy cũng biết lỗi rồi. Chúng ta hãy nghe lời bác Sồi, quay về giúp chị ấy đi ạ. Càng kéo dài thì tính mạng chị ấy càng nguy hiểm. Cho dù có ghét nhau thế nào thì chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Thôi, hãy nghe lời bác, cùng nhau quay về nhanh lên. Vâng ạ. Sao rồi, cô bị thương ở đâu không? Dạ cảm ơn bác, nhờ bác và mọi người quay về cứu cháu kịp thời, chứ nếu không cháu nguy mất. Biết mình sai và nhận lỗi như vậy là được rồi, từ nay hãy sống cho thật tốt. Vâng, cháu nhớ rồi ạ. Thế mọi người ở lại đây với tôi, đừng đi nữa nhé. Tất nhiên rồi. Chỉ tại lọ mở. Tình hình thế nào hả mấy cậu? Khe khẽ thôi. Mở lợn. Chuẩn. Hay quá. Đây rồi. Ôi, đây rồi. Tuyệt quá. Nhưng làm sao mà ăn được bây giờ? Cái lọ cao thế này. Để mình nghĩ xem nào. Được rồi, đã có cách. Xong cho chuột đen, bọn mình thèm quá rồi. Được rồi, chờ tí. Khi nào mình hô thì kéo mạnh đuôi mình xuống nhé. Trời ơi, ngon quá. Xong chưa nào? Các cậu được ăn cả rồi, còn mỗi mình tớ thôi đấy. Rồi rồi, đừng có sốt ruột. Trời ơi, tuyệt quá. Cậu cắn phải đuôi mình rồi, đau quá. Á, ôi. Hả? Chạy mau. Thật là xui xẻo, mình vừa mới được có một miếng mà đã ra cơ sự này. Tất cả là tại hai cậu ấy. Tự nhiên ai lại giật giật đuôi mình làm gì? Đâu phải tại mình chứ. Tại chuột đen đứng trên vai mình, tự dưng mất thăng bằng. Cậu ấy nặng thế làm sao mình giữ được. Cậu nói thế, hóa ra đổ lỗi tại mình à? Tại chuột trắng mất thăng bằng trước chứ. Tại cậu ý. Tại cậu. Không phải tại mình. Cậu thì có. Hả? Mấy hôm sau. Ôi, lại có mùi thơm. Hình như chúng ta lại có mỡ ăn rồi. Đây rồi. Mình nói chẳng bao giờ sai. Vẫn chỉ có cách như lần trước chúng ta mới chén được thôi. Lần này tất cả đều phải cẩn thận, đừng để như lần trước nhé. Nhất trí, nhất trí. Các cậu ơi, hôm nay mỡ còn ngon hơn lần trước ấy. Thế à? Thế nhanh nhanh lên, bọn mình thèm quá. Được rồi,
Để mình cúi xuống ăn thêm lần nữa nhé. Ôi, ôi, sao thế? Đứng yên, không nhỡ có chuyện gì, cậu ấy lại đổ lỗi cho mình cho mà xem. Phải đứng thật chắc, chắc chắn lần này không phải lỗi tại mình. Ôi, ôi, a! À! Tại cậu, không, tại cậu chứ, tại cậu thì có. Ôi, gì thế? Bắt được chúng mày rồi, hóa ra là ba con chuột nhắt. Rình mãi mấy lần không bắt được, nhờ chúng nó cãi nhau mà bẫy được cả đàn. Ôi, chết rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.